Cháu chào cô ạ. Đầu năm công ty Du Xuân, cháu có chụp ảnh ba người thì các chị ấy bảo là người ta kiêng chụp ảnh ba, người đứng ở giữa sẽ bị gặp điểm gở. Các chị ấy có kể là bạn chị ấy trước cũng chụp ba, đứa chụp ở giữa mấy tháng sau là bị chết đuối. Cháu nghe vậy cũng hoang mang, cháu mong cô giải thích giúp cháu để cháu được yên tâm hơn ạ. Việc chụp ba như vậy có ảnh hưởng gì không ạ? Kính thưa các quý đạo hữu, chết hay sống là do nghiệp của mình. Còn khi người ta chụp ảnh là tâm người ta hoan hỉ, có tạo nghiệp đâu. Có sát sinh, có trộm cắp, có tà dâm, có dối trá đâu, có say sưa nghiện ngập đâu mà bảo người ta bị nghiệp chết cơ chứ. Con chụp thoải mái, bao nhiêu người cũng được. Chỉ có chụp ba là khi nào? Khi mà cái người ở giữa này, ví dụ như là hai vợ chồng người ta đây, mình phải lòng người ta rồi. Thế xong là đến đấy giả vờ kết duyên là chị em đi chụp ảnh. Tâm đấy thì mới chết một trong hai thằng. Một là thằng hai thằng gian dối này sẽ chết. Thì không biết chết thằng nào thôi, đúng không nhá? Do cái nghiệp quả nhá, chứ còn tâm mình ngay chính, làm các việc thiện lành thì không gây ra cái quả báo chết được. Cho nên cái vấn đề kiêng đó là kiêng không đúng. Như lúc sư phụ giảng về bài kinh Điềm Lành trong buổi khai pháp năm 2019 này, thì sư phụ cũng nói rõ chúng ta nên nhận biết cái điều nào không đúng với nhân quả thì nó thuộc về mê tín, thì chúng ta loại các cái điểm ấy ra nhé. Còn những cái điểm nào nó đúng vào nhân quả thì chúng ta mới tin cái điểm đó nha. Cho nên chúng ta học 10 điểm lành là tốt nhất nha.